Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuần Capital ngày hôm nay. À, hôm nay đó chúng ta lại có một cái sự kiện rất là lớn. Có thể là nhiều bạn đã biết là sự kiện gì rồi. Đó chính là cái sự kiện Ethereum Merge hợp nhất của Ethereum. Và hiện bây giờ đó là 7 giờ 20 phút tối giờ Cali. Thì nếu mà nào mà ở những tiểu bang như New York đó, ở Hoa Kỳ thì bây giờ đã là 10 giờ 20 phút tối rồi. Mà các bạn đang thấy trên màn hình đó là còn 4 giờ 14 phút nữa dựa theo cái đồng hồ đếm ngược của Google đó thì chúng ta mới có hiện tượng này xảy ra và hai con gấu đó màu trắng và màu đen đã tiến gần lại với nhau cho nên tối nay đó những người nào mà sống ở Hoa Kỳ thì chắc cũng uh, khó ngủ thôi thì đương nhiên ở Hoa Kỳ đó, ở Cali thì uh, tôi sẽ chờ cho đến khi hiện tượng này xảy ra tại vì có rất nhiều người đang xôn xao bây giờ đây là một sự kiện rất lớn chúng ta đã nói tới không phải là chỉ mấy tháng nay thôi mà chúng ta đã nói tới sự kiện này là gần như là 6 năm trước rồi cuối cùng thì chúng ta cũng đã chờ được được tới cái ngày này và đương nhiên có rất nhiều những câu hỏi bây giờ chúng ta còn 4 tiếng nữa thôi thì nhiều người vẫn đang trông chờ cái câu trả lời là khi mà hiện tượng này đó xảy ra rồi thì chúng ta có đồng ha phốt hay là không hay là chúng ta có thấy giá cả sẽ tăng hay là giảm như thế nào hay là có chục chặt gì hay không đây những câu hỏi mà chúng ta đang chờ đợi xem coi là câu trả lời như thế nào cập nhật này sẽ ra sao và thường cũng có một số tài liệu thường muốn chia sẻ với các bạn rồi sau đó chúng ta cũng có một số những thông tin nổi bật ngày hôm nay à, Thuận sẽ cùng nhau tìm hiểu với các bạn trong video này nhưng mà chúng ta đầu tiên hết á, tiếp tục nói về hiện tượng Ethereum Merge đi thì một trong à, những câu hỏi bây giờ đó là đừng nói tới là có hai phút hay là không giá cả lên hay xuống chúng ta chỉ nói riêng về cái cập nhật phần công nghệ thôi thì có khả năng có trục chặt hay là không thì đối với tất cả những cập nhật công nghệ đó thì đương nhiên khả năng trục chặt là điều có nhưng mà đội Ethereum cũng đã nói là đương nhiên à, họ cũng đã thử nghiệm cái uh, the Merge này nhiều lần rồi và chi tiết hơn đó là họ đã có ba mạng lưới thử nghiệm Dormers thành công và tuy là ba đợt thử nghiệm này được thành công nhưng mà trong cả ba đợt thử nghiệm họ đều gặp một số những cái trục trặc mà họ cũng đã rút ra được nhiều kinh nghiệm rồi và một trong những cái sự kiện có thể xảy ra đó là trong cái lúc mà chuyển đổi đó thì chúng ta có thể có những cái máy nô đó không đồng thuận với nhau nhưng mà đội nghiệm đó họ cũng đã tính tới chuyện này và cũng đã có cái cách xử lý à, bây giờ đó nói chung thì thường không phải là một người chuyên về công nghệ thì dựa theo những đánh giá mà thường đọc được đó thì khả năng bị trục trặc về cái phương diện công nghệ khi mà hiện tượng xảy ra ra thì phần lớn người ta đánh giá cũng rất là thấp nhưng mà vẫn có khả năng đó nói chung đó, thì đây không phải là cái điều mà nhiều người lo lắng nhất ở thời điểm hiện tại chúng ta chỉ hy vọng là đội của team đã thực sự là chuẩn bị kỹ càng trong nhiều bao nhiêu năm qua cho hiện tượng này rồi và chúng ta thấy là điều kế tiếp đó, nhiều bạn lo lắng là giá cả sẽ ra sao tuy đương nhiên chúng ta sẽ không biết được tương lai à, ngắn là sẽ như thế nào nhưng mà có một số điều tôi muốn chia sẻ với các bạn giống như chúng ta hãy nhìn vào à, trên màn hình á, đây là tài liệu đến từ crypto khoan cho các bạn thấy được là mỗi một thanh này là một ngày thì à, trong cái thời gian gần đây đó màu xanh có nghĩa là chúng ta có nhiều bitcoin đẩy lên trên sàn và màu đỏ đó là có nhiều bitcoin rút ra khỏi sàn tôi muốn chia sẻ với các bạn tài liệu liên quan tới Bitcoin trước rồi chúng ta mới nói tới Ethereum. Tại vì có một điều rất là thú vị tôi muốn chia sẻ với các bạn. Đầu tiên hết á là chúng ta thấy là hôm qua là một ngày mà có thể nói thị trường tài chính thị trường crypto đó là khá là tơi tả ngày hôm qua. Nhưng mà các bạn có thấy là tính theo tổng số lượng Bitcoin nạp vào rút ra đó thì hôm qua Mặc dù là giá xuống nhanh như vậy, mạnh như vậy nhưng mà chúng ta không thấy màu xanh xuất hiện Mà ngược lại chúng ta còn thấy được là những BTC bị rút ra nhiều hơn là nạp vào Ngày trước đó ngày 12 tây cũng như vậy và hôm nay đó thì cũng như vậy màu đỏ cũng xuất hiện Nghĩa là tính tới bây giờ đó vẫn có nhiều Bitcoin rút ra hơn là nạp vào Mặc dù là giá cả đã xuống mạnh so với lại hai ngày trước đó Hôm qua là một ngày rất là thời tả trong thị trường nhưng mà chúng ta nhìn kỹ hơn đó khi mà thuận chuyển qua bên spot đó, có nghĩa là chúng ta thấy đây là tính tổng hết tất cả các sàn giao dịch mà crypto khoan đang theo dõi có nghĩa là chúng ta có sàn giao dịch spot, sàn giao dịch thông thường và sàn giao dịch derivatives nghĩa là cái sàn giao dịch phát sinh thì chúng ta thấy rất rõ ràng có một điều Đó chính là khi chúng ta chuyển qua bên Spot á, Sàn giao dịch thông thường Thì đây là cái dấu hiệu nhiều Bitcoin rút ra Cũng tương tự như là chúng ta thấy con số tổng mới đây Không gì gọi là đặc biệt Nhưng mà ngược lại khi mà chúng ta chỉ nhìn riêng Cái phần liên quan tới sàn giao dịch phái sinh á, Thì các bạn đang thấy rất rõ ràng à, Là chúng ta có nhiều Bitcoin nạp vào hơn là Rút ra trên những sàn phái sinh Những sàn mà cho các bạn long short margin á, Thì chúng ta thấy à, ngày 12 tây có một số lượng BDC đẩy lên và ngày 13 tây cũng như vậy và hôm nay thì không có dấu hiệu gì nhiều chúng ta được màu đỏ xuất hiện có nghĩa là nhiều bị rút ra hơn nạp vào tuy nhiên phát sinh nhưng mà hôm qua và ngày trước đó chúng ta thật sự thấy có một số lượng BDC đẩy lên không phải là cực kỳ nhiều nhưng mà cũng cho thấy được là khi chúng ta chỉ nhìn riêng những cái sàn phái sinh thì có người đẩy nhiều BTC lên thì tại sao chia sẻ thông tin với các bạn tại vì Chúng ta có thể nhìn thấy được trên màn hình đó, khi mà chúng ta nhìn vào tài liệu tương tự cho Ethereum đi Thì đây là tài liệu đến từ crypto khoan của Ethereum Thì khi mà chúng ta nhìn tổng số lượng từ nạp vào rút ra đó thì các bạn thấy được là 3 ngày liên tục bắt đầu từ ngày 12 13 tây và trước đó là ngày 11 tây ba ngày này đó thì các bạn thấy được dấu hiệu gì dấu hiệu là có nhiều ethereum đẩy lên trên sàn thì có thể là nhiều người nghĩ là đẩy lên trên sàn có thể là nhiều người đó họ muốn được cái sự hỗ trợ đến từ sàn lỡ nhưng mà có ha phối tại vì họ không muốn tự lưu trữ trong cái ví cá nhân của mình cũng có thể nhưng mà khi mà thuận chuyển qua spot đây là những cái uh, sàn giao dịch thông thường thì các bạn thấy được là cái động thái nạp Ethereum trên sàn cũng không nhiều là đáng kể những cái thanh màu xanh này rất là thấp nhưng mà khi mà thường chuyển qua derivative những cái sàn phái sinh thì các bạn đã thấy rất rõ ràng là ba ngày qua thật sự là chúng ta kết thúc ngày 13 T hôm qua đó có rất nhiều Ether đẩy lên trên sàn chúng ta được là cái thanh màu xanh lá cây này đó rất là cao so với những cái thanh khác và đương nhiên đây là diện cho một ngày thì các bạn đã thấy là hôm qua đó tính riêng đã có hơn một triệu Ether đẩy lên trên sàn rồi đến từ những cái sàn phá sinh thì chúng ta cần phải lưu ý đến vấn đề này có phải là họ đẩy lên để làm gì thì chúng ta đương nhiên là không thể biết được có thể là họ đẩy lên để mà long hoặc có đẩy lên để mà short hay là họ đẩy lên để mà hù các bạn mà thôi chỉ có người đẩy ether lên sàn mới biết được nhưng mà trước cái sự kiện the merge sắp được xảy ra thì đây là một cái tài liệu mà nhiều người cũng đang có cái sự lo lắng về giá cả và đây cũng là thông tin Thuận muốn mang đến cho các bạn Bản thân Thuận đó thì Thuận cũng đã chia sẻ với các bạn uh, Ethereum là một đồng mà Thuận đã lưu trữ nhiều năm rồi không phải là chỉ mới đây Và là một dự án mà Thuận cũng có lòng tin dài hạn Thuận đã lưu trữ uh, Và vẫn tiếp tục trung bình giá bao nhiêu năm qua Thì Ethereum đó, đối với Thuận Tới thời điểm này, Thuần không khuyến khích bất cứ một bạn nào đó mua bán Ethereum chỉ dựa vào duy nhất một cái sự kiện đó chính là The Merge xảy ra ngày hôm nay. Thuần nghĩ là nếu như các bạn thật sự muốn mua Ethereum đó thì các bạn cần phải có lòng tin đó chính là The Merge sẽ chuyển Ethereum thành hệ thống Proof Stake và đó là cái bước đi các bạn tin tưởng sẽ dẫn đến Ethereum tiếp tục phát triển mạnh và giá cả sẽ tăng trong tương lai. Các bạn tin tưởng Ethereum sau khi mà chuyển qua Proof Stake rồi đó sẽ có những cái cập nhật kế tiếp giống như là chúng ta sẽ thấy là có Sharding, có nhiều cái cải tiến trên mạng lưới và các bạn mua tại vì các bạn tin tưởng không phải là chỉ ngày hôm nay, ngày mai, ngày mốt mà các bạn tin tưởng là trong vòng 1 năm, 2 năm, 3 năm sau Ethereum sẽ có nhiều tiến triển tốt thì các bạn mới nên mua Ethereum chứ không nên chỉ dựa vào tài liệu ngày hôm nay chỉ dựa vào sự kiện ngày hôm nay để mua bán. Thường thì vẫn có cái xu hướng đầu tư dài hạn đối với Ethereum Ngoài trừ thông tin Ethereum ra đó thì các bạn thấy là hôm qua là một ngày tơi tả khắp nơi trên thiền tài chính Thì hôm nay ra sao? Hôm nay đó chúng ta thấy được là thị trường uh, chứng khoán uh, cũng đã có một cái sự hồi phục nhẹ lại Nhưng mà đương nhiên cái phần trăm các bạn nhìn thấy trên màn hình đó giống như là Dow Jones chỉ tăng có 0.1, S&P thì uh, tăng 0.3 và Nasdaq thì tăng 0.7 So với lại cái sự đi xuống ngày hôm qua thì không có gì hết gọi là nổi bật nhưng mà ít ra đã có một cái sự ổn định lại ngày hôm nay so với lại cái sự quản lộn ngày hôm qua và pre market bây giờ đó thì cũng giống như là thị trường hôm nay xanh một chút giống như chúng ta đã nhìn thấy là cả ba Dow Future, S&P Future và Nasdaq Future thì tăng khoảng chừng là 0.17 đến 0.2 cũng không vừa là nổi bật cái sự quản loạn ngày hôm qua đó đã giảm bớt nhiều trên thị trường và chúng ta nhìn vào vàng đó thì vàng xuống thêm một chút nữa bây giờ các bạn thấy vàng đã tiến gần tới 1.700 đô rồi bây giờ là 1.704 đô cho một ounce vàng dựa theo cái hợp đồng ngày hôm nay còn về dầu đó thì cũng không thay đổi nhiều dầu ở mức là 88 đô cho một thùng dầu còn về crypto thì sao crypto đó thì các bạn thấy là Đối với lại BTC đó, hôm qua sau khi xuống mạnh thì cũng tương tự như là cổ phiếu của Hoa Kỳ. Hôm nay thì BTC cũng đã có cái sự ổn định lại có mức là khoảng chừng 20.000 đô. Và cả thị trường crypto đó, so sánh với giá của ngày hôm qua sau khi mà giảm mạnh đó, thì cái giá hôm nay với lại cái giá ngày hôm qua cũng không có cái sự khác biệt nhiều. Ethereum thì ở mức là 1.600 đô hiện tại và cả thị trường crypto đó ở mức là hơn 1.000 tỷ đô la một chút. Và các bạn thấy là cả thị trường crypto vốn hóa chỉ 1 nghìn tỷ đô la mà thôi Trong khi mà các bạn nhìn vào những gì xảy ra ngày hôm qua đó Thị trường chứng khoán Hoa Kỳ đã bốc hơi 1,6 nghìn tỷ trong vòng chỉ một ngày mà thôi Trong khi mà cả thị trường crypto chỉ có là 1 nghìn tỷ đô la cho các bạn thấy được gì không phải là thường muốn so sánh crypto với lại chứng khoán mà thường muốn nhấn mạnh ở đây đó là thị trường chứng khoán trong vòng một ngày cái số lượng tiền bốc hơi đó còn nhiều hơn cả tổng số vốn hóa của crypto nữa có nhiều bạn thì nói là crypto đó không còn nhỏ như khi xưa nữa crypto đã lớn mạnh rồi không phải đâu các bạn so sánh với thị trường chứng khoán hoa kỳ và những thị trường tài chính khác đó, thì crypto giống như là một hạt cát trong sa mạc mà thôi rất là nhỏ đồng hành cùng chúng ta trong video ngày hôm nay là coin 98 super app đây là ứng dụng tiền mã hóa đa năng hàng đầu thị trường chỉ với một ứng dụng coin 98 bạn có thể trải nghiệm các tiện ích DeFi khác nhau như lưu trữ hơn 10.000 đồng tiền mã hóa qua cái ví mô thai trang hiển thị các bộ sưu tập NFT yêu thích giao dịch crypto trực tiếp trên app qua chức năng swap và tích lũy điểm thưởng X và truy cập hàng ngàn đạp khác nhau một cách tiện lợi Hãy tải ứng dụng Coi 98 ngày hôm nay và nhập cái mã giới thiệu trên màn hình để ủng hộ kênh. Đồng thời bạn cũng sẽ có cơ hội nhận được những phần thưởng đặc biệt từ các chương trình của Coi 98. Chúng ta cũng có một số những cái thông tin nổi bật và một trong những tài liệu đó mà chúng ta bây giờ biết để các bạn hiểu thêm mà thôi chứ còn chúng ta phải chờ đến thứ sáu thì mới biết là sự kiện này sẽ có ảnh hưởng ra sao. Thì hồi sáng này đã thuận thức gì thường thấy có một cái thông tin đó chính là cái liên đoàn công nhân của những cái hãng mà xa lửa đó có nghĩa là những cái hãng mà vận chuyển người hàng hóa thông qua đường rầy xa lửa thì cái liên đoàn công nhân đó đó là đang đàm phán với những công ty xa lửa thì họ đang đàm phán về vấn đề gì họ đang đàm phán về cái đề tài là quyền lợi của những công nhân này à, liên quan đến việc là nghỉ bệnh thì à, thường cũng không có rõ về vấn đề này lắm tại vì hôm nay đó đây là lần đầu tiên thông tin này thì dựa theo như thường độc đó nếu như mà hai bên đàm phán không xong đó thì à, tới thứ sáu này nếu mà không đàm phán thành công thì sẽ dẫn đến là những cái công nhân của những cái hãng xe lửa này đó họ sẽ đình công và nếu như điều đó xảy ra đó thì có thể ảnh hưởng đến à, cái nền kinh tế Hoa Kỳ là khoảng 2 tỷ đô la một, một ngày Tại vì sao? Tại vì những cái công nhân này không làm việc đó thì hàng hóa sẽ không có di chuyển à, trên những cái đường ray xe lửa này có thể dẫn đến là thất thoát rất là nhiều và đương nhiên chúng ta đang đối đầu với lạm phát chúng ta không muốn hàng hóa ở trong nước Hoa Kỳ không di chuyển được tại vì cái vấn đề này sẽ dẫn đến là lạm phát có thể tăng cao lên nhưng mà chúng ta vẫn còn tới thứ sáu thì xem coi hai bên có đàm phán thành công hay là không vừa theo bài viết này đó thì uh, tổng cộng là có 12 liên đoàn công nhân uh, của những cái hãng xe lửa này thì họ đã đàm phán uh, trong cái số này 8 trên 12 coi như cũng đã có được một thỏa thuận rồi bốn cái còn lại đó thì vẫn đang đàm phán hiện tại và ở trong quốc hội hoa kỳ đó thì uh, theo đồng hiểu là có một cái dự luật nhưng mà dự luật này đó đã không thành công dự luật này đó là muốn cho hai bên nhanh chóng bắt tay với nhau và không xảy ra cái việc định công này nhưng mà Thuận thì chưa có đọc dự luật này mà dự luật này đã bây giờ đã à, coi như là không thành công trong quốc hội rồi dù theo cái thuyết này đến từ à, thương nghị sĩ bernie sanders điều mà các bạn cần nên biết ở đây đó là thứ nhất bây giờ chưa có gì chúng ta cần phải quan tâm nhiều cho đến thứ sáu xem coi là họ có đàm phán thành công hay là không và ngay cả khi mà đàm phán không thành công đó thì à, những cái công ty đường đầy xa lửa này họ nói là nếu những công nhân vẫn tiếp tục muốn đi làm thì họ cũng không có cản à, ngày hôm đó thì chúng ta hy vọng là không có cái một cái cuộc đình công xảy ra nếu không thì chúng ta lại sẽ có chuyện để mà nói tuần sau Chúng ta cũng có một cái thông báo à, đến từ Tổng thống Joe Biden Thì à, Tổng thống Joe Biden nói đó là sẽ trích ra cái số tiền đầu tiên Để mà ủng hộ cái việc là Hoa Kỳ sẽ chuyển qua để mà sử dụng nhiều xe điện hơn và cái số tiền này đó là 7,5 tỷ đô la và cái số tiền này đó là đến từ cái uh, luật cơ sở hạ tầng của Hoa Kỳ mà đã thông qua cách đây nhiều tháng chúng ta cũng nói tới khá nhiều rồi đây là cái số tiền đầu tiên và còn nhiều số tiền nữa nằm trong những cái luật như là luật Giảm lạm phát ở Hoa Kỳ hay là cái luật liên quan đến khoa học và chip tại Hoa Kỳ là có thêm 135 tỷ nữa. Nhưng mà đợt đầu tiên đó là 7,5 tỷ này sẽ dùng để làm gì? Thì dựa theo thông tin, đó, Tổng thống Joe Biden đã thông báo là cái số tiền 7,5 tỷ này sẽ dùng để mà thành lập thêm những cái chạm để mà chạc xe điện. Tại vì các bạn nên hiểu đó là ở Hoa Kỳ không phải ai cũng có nhà, không phải ai cũng có cái nơi để họ có thể là tự chạc xe điện ở trong nhà Cho nên nếu như mà muốn nhiều người sử dụng xe điện hơn, không sử dụng nhiều xa xăng nữa Thì cần phải có nhiều cái chạm để mà họ có thể là chạc pin Chứ nếu như mà các bạn thấy được là bây giờ đó, dựa theo những gì mình thường thấy được Chính như thường sống ở Nam Cali, thì ở quận Cam đó, thường ước tính ở trên freeway đó là khoảng chừng 110 chiếc xe là chạy điện hiện tại nếu như chúng ta có thêm nữa đó thì có thể là những cái chạm xe điện sẽ không có đủ để mọi người chạc đâu Tại vì không phải ai cũng có thể chạc ở nhà Giống như là người ta có thể là không có garage, người ta có thể là ở trong chung cư thì làm sao chạc được Cho nên cần thêm cái chạm xe điện Và dựa theo tài liệu đó thì 7,5 tỷ này sẽ gắn thêm nhiều cái chạm xe điện trong vòng 35 tiểu bang Và đương nhiên đây là gắn thêm so với là những cái hệ thống chạc có sẵn giống như là của Tesla là hệ thống lớn nhất hiện tại thì tôi cũng tò mò tôi muốn biết là 7,5 tỷ này đó đương nhiên đây là con số tiền ban đầu mà thôi thì có thể lắp ráp được bao nhiêu cái chạm chạc điện thì uh, cũng ước tính dựa theo tài liệu đến từ futureenergy.com đó thì họ nói là một cái nơi chạc đó là tốn khoảng 6.000 đô Có nghĩa là muốn mở một cái chạm xe điện chạc ra phải có nhiều nơi chạc Thì đương nhiên các bạn phải có mặt bằng, các bạn phải trả tiền để có thể có cái nguồn điện lớn vân vân Thì tất cả những cái đó đều tốn tiền nhưng mà chia ra đó thì trung bình một cái chạm chạc cho một chiếc xe duy nhất đó là tốn khoảng 6.000 đô thì nếu như mà nhìn vào cái thành phố mà có thể nói là cái số lượng người mà sử dụng xe điện cũng rất là đông Đó chính là thành phố Irvine ở quận Cam này ở Irvine đó các bạn có biết là tổng cộng có tới 1053 ổ mà các bạn có thể cắm xe vào để mà chạc được hay không Nói nhiên đây không phải là 1053 nơi Một nơi có thể là có nhiều cái ổ để các bạn cắm vào Nhưng mà có tổng cộng là 1053 cái ổ Và mỗi ổ đó đã tốn dựa theo tài liệu là khoảng 6.000 đô Thì thuận lựa chọn Irvine Tại vì Irvine là thành phố bây giờ mà có theo ước tính là khoảng chừng 10-20% đến Cái số lượng xe là xe điện rồi và phần lớn là Tesla thì nếu chúng ta chỉ lấy ơ vài mà thôi và các bạn muốn nhiều thành phố như vậy đó thì 1053 nhân cho 6.000 đô đó là các bạn thấy là khoảng 6,318.000 đô có nghĩa là 6 triệu 318.000 đô cho một cái thành phố giống như là ơ vài như vậy đây có thể là chạc xe điện cho khoảng chừng là 10 đến 20 phần số lượng xe và nếu chúng ta lấy cái số là 7,5 tỷ đô la chia cho 6,3 triệu đó thì cái số lượng Tiền này có thể đủ cho tổng cộng là 1.187 thành phố Trong khi mà các bạn có biết ở Hoa Kỳ có bao nhiêu thành phố hay là không Tổng cộng là có tới 19.495 thành phố lận Thì cái số lượng 7,5 tỷ này đó chỉ là ước tính đương nhiên đây không phải ước tính chính xác, thường chỉ tò mò mà thôi Thì có thể là khoảng 6% của thành phố Hoa Kỳ Thì coi như cũng là một cái đợt mở đầu tốt Tại vì các bạn thấy đây là đương nhiên là Cộng thêm vào những cái chạc xe điện đã có sẵn rồi. Và cái số lượng khoảng chừng 1187 này đó thì cũng tương đương với lại Tesla. Tesla hiện tại đó là cái hệ thống chạc lớn nhất cho xe điện. Thì chúng ta thấy được tổng cộng là hệ sinh thái Tesla có 1104 thành phố tổng cộng cho 52 tiểu bang. Và có 1469 nơi để mà chạc. Và phần lớn các bạn đã thấy trên màn hình phần lớn là ở Cali và... Ở bên phía bên đây là New York và một số những thành phố ở bên đây còn chính giữa Hoa Kỳ thì không có nhiều chạm uh, chạm xe điện đâu. Ở Texas là một tiểu bang lớn cũng không có nhiều chạm uh, xe điện. Trong khi các bạn thấy là phần lớn là ở miền Tây và miền Đông của Hoa Kỳ là có nhiều chạm chạm xe điện Tesla nhất hiện tại. Thì nói chung cái số lượng tiền này đã đủ để uh, có thể là có gấp đôi cái số lượng chạm trạc xe điện tính theo Tesla. Và đương nhiên đây chỉ là bắt đầu mà thôi tại vì... Còn số tiền lớn hơn và ước tính á, thì sẽ có khoảng chừng là 500.000 nơi để mà chạy xe sau này à, Đó là cái thông tin mà cũng được nhiều người nói tới nhất Đương nhiên anh thường là một trong những người cũng chạy xe điện Và sau khi mà các bạn chạy xe điện rồi đó thì các bạn sẽ có những thói quen Mà sẽ khiến các bạn khó để mà chạy xe xăng trở lại Nói chung thì những người nào mà đã từng chạy xe điện sẽ hiểu chạy xe điện nó không phải uh, chỉ riêng là các bạn uh, chạy chỉ vì để mà giảm tiền xăng hay là các bạn được lợi nhuận thậm chí các bạn uh, có thể là không có lời khi mà các bạn chạy xe điện tại vì xe điện nó mắc hơn xe xăng rất là nhiều thì các bạn có nghĩ đi à, giống như là xe xăng các bạn có thể mua chiếc xe là khoảng 20 000 xe điện các bạn bỏ tới là 40 000 hay là 50 000 thì 30 000 đô đó các bạn đổ xăng đổ chi nào mới hết khi các bạn tính ra nó có thể là các bạn không được lời mà thậm chí còn lỗ khi mà các bạn chạy xe điện và không phải ai chạy xe điện uh, cũng tại vì người ta thích bởi vì mọi trường đầu thường cũng không có quan tâm nhiều đến cái phần đó nhưng mà một trong những điều rất là tiện lợi khi mà các bạn chạy xe điện nếu như mà các bạn có nơi để mà chạc cái nhà đó thì các bạn không cần phải ghé chạm xăng các bạn không cần phải quan tâm đến thay nhớt tại vì đâu có nhớt để mà thay đâu các bạn cũng không cần phải quan tâm đến những cái máy móc hư trong xe tại vì xe điện nó đơn giản hơn rất nhiều có thể là tiết kiệm được nhiều thời gian có thể là các bạn tin hay là không tin xe điện là tương lai nhưng mà rất nhiều hãng xe bây giờ đã tin như vậy ngay cả hãng xe Ford đó hãng xe Ford uh, thì họ dựa vào những cái nơi bán xe này cái dealership để bán xe cho họ và theo đường hiểu đó thì không phải nơi uh, bán xe Ford nào cũng bán xe điện tại vì xe Ford thì có xe điện và xe xăng nhưng mà bây giờ đó là họ kêu gọi hệ sinh thái là ba ngàn dealers 3.000 nơi bán xe của họ đó lấy số tiền khoảng chừng là một triệu đô la để mà nâng cấp lên để có thể là bán xe điện tại vì họ tin xe điện là tương lai thì có một số người nói là tại sao mà hãng xe Ford đó họ không có học theo Tesla tại vì Tesla thì không có những cái nơi bán xe truyền thống mà các bạn có thể biết là thường khi mà order xe thì order trên mạng rồi xe cũng giao đến nhà chứ không cần phải đi lấy nhưng mà dựa theo CEO Jim Farley của hãng Ford đó, thì họ nghĩ là cái đó có thể là làm giảm đi cái chất lượng phục vụ khách hàng họ thích À, cái dealership hơn Đó là cái mô hình mà họ tiếp tục sử dụng Chúng ta cũng có tài liệu à, Làm phát liên quan đến Wholesale, có nghĩa là những nơi mà bán sỉ đó Thì à, đương nhiên à, những nơi bán sỉ Họ cũng phải lấy hàng hóa Thì à, họ có trả thêm tiền để lấy hàng hóa hay là không Đó chính là tài liệu mình sẽ nói tới với các bạn Thì à, dựa theo thống kê đó Thì phần trăm làm phát cho những nơi Mà bán sỉ đó à, Đã giảm 0.1% Và ước tính cũng là sẽ giảm 0.1% Cho nên À, về phương diện này thì cũng không nhiều rồi đặc biệt phần trăm lạm phát cho những nơi bán sĩ thì cũng như là mọi người ước tính và phần lớn tại sao mà lại giảm 0.1% lạm phát à, tại vì giá xăng đã giảm xuống xăng là một trong những chi tiêu rất lớn cho những cái nơi mà bán sĩ tại vì họ phải di chuyển hàng hóa nói tới riêng về crypto đó chúng ta cũng có thông tin mà có thể nhiều bạn đã biết rồi đó chính là cầu founder của Terra là Do Kwon đó cho đến bây giờ chúng ta đang nhận được là đến từ tòa án ở Hàn Quốc thì tòa án ở Hàn Quốc đã phát lệnh bắt giữ Do Kwon và 5 người liên quan đến cái vụ uh, sụp đổ của UST và Terra. Thì chúng ta đã biết là hiện bây giờ Do Kwon đang sống ở Singapore và 5 người này cũng sống ở Singapore luôn. Trong một cái uh, cuộc phỏng vấn gần đây đó thì nhiều người hỏi là Do Kwon có trở về Hàn Quốc hay không thì Do Kwon nói là không, à, lý do là tại vì không có lý do gì trở về Hàn Quốc hết. Thì nhiều người hỏi là nếu như mà cần thiết phải trở về Hàn Quốc đó thì Do Kwon có về hay không thì Do Kwon nói là nếu như mà tòa án kêu Do Kwon về Hàn Quốc thì sẽ về nhưng mà hôm nay ra tòa án Hàn Quốc đã phát lệnh bắt giữ nhưng mà chúng ta vẫn chưa nghe nói tới bất cứ thông tin gì là Do Kwon và năm người này đã, đã bị bắt giữ hay chưa hay là lệnh bắt giữ này đó có phải là cảnh sát ở Singapore sẽ bắt giữ rồi đưa về Hàn Quốc hay không chúng ta thực sự chưa biết hiện tại có một số bài viết nói là năm người này đã bị bắt rồi thuận đọc thông tin thì vẫn thấy được là vẫn chưa có tài liệu chính thức nói là năm người này đã bị bắt chỉ là bắt lệnh bắt giữ mà thôi lý do tại sao thì đương nhiên đang có một cuộc điều tra là cái sự sụp đổ của TerraUSD thì không hẳn là tại vì cái sự hoạt động của tài chính và hệ thống của TerraUSD đâu có thể là có gian lận gì đó ở đây khi mà có thêm thông tin thôi chia sẻ với các bạn và cũng có một số bạn đang chờ đợi thông tin liên quan tới Voyager. Sẽ chúng ta đã biết là Voyager sau khi mà khai bao vì phá sản đó thì họ có một cái cuộc bán đấu giá đã bắt đầu từ ngày hôm qua rồi cho những tài sản của họ. Cho đến bây giờ đó thì Voyager trời nói là cuộc bán đấu giá này vẫn tiếp tục xảy ra và chưa có hồi kết nhưng mà cũng có nhiều người à, đã trả cái số tiền đấu giá để mua lại tài sản của voi khi mà có thêm thông tin tôi sẽ chia sẻ với các bạn. Hy vọng là họ bán đấu giá thành công với cái giá tốt thì họ có thể trả lại cho những nạn nhân với con số cao hơn và Thông tin kế tiếp tôi muốn chia sẻ với các bạn đó là thông tin liên quan đến Dogecoin Và đặc biệt hơn đó là các bạn thấy trên màn hình à, đây là một cái gọi là Cyber Whistle có nghĩa là một cái cây kèn à, của Tesla dựa theo cái mô hình của Cyber Truck thì cái kèn này đó là một cái phụ kiện của Tesla mua để mà các bạn làm uh, quà lưu niệm mà thôi thì uh, đây là một trong những mặt hàng mà bán ở trên trang web của Tesla mà chỉ bán với đồng Dogecoin mà thôi và tôi cũng tò mò muốn xem coi là bán bao nhiêu thì họ bán 1.000 đồng uh, Dogecoin cho một cái uh, cây kèn như thế này và bây giờ ra uh, out stock như là có quá nhiều người mua rồi thường uh, thấy điều thú vị đó là Tesla có thể cho các bạn dùng đồng Dogecoin đồ để mà mua những cái quà lưu niệm như thế này nhưng mà các bạn không thể dùng đồng Dogecoin đồ để mà mua xe Tesla được và hiện bây giờ Tesla cũng đã ngưng không chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin rồi đây là chuyện đã có từ năm ngoái như bạn cũng đã biết nhưng mà ít ra đã thường thấy là nhiều người nói ủng hộ đồng Dogecoin nhưng mà cũng không có làm gì Ít ra những người như là Elon Musk cũng có thể cho các bạn cơ hội để sử dụng đồng Dogecoin để mà mua một số mặt hàng của Tesla Tuy vẫn chưa mua xe được nhưng mà ít ra cũng có thể dùng Doge để mà mua một thứ gì đó Và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn mang đến cho các bạn trong cái video ngày hôm nay Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video này Điều chúng ta đang chờ đợi đương nhiên đó chính là sự kiện The Merge còn 3 tiếng đồng hồ nữa chính xác hơn đó là 3 giờ 37 phút à, những bạn nào mà chưa theo dõi thuần Capital được nên theo dõi thường sẽ cố gắng chia sẻ trong thông tin với các bạn liên quan đến cái sự kiện The môi này và những người nào mà muốn tìm hiểu như ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuận Capital thì bấm vào cái link bên dưới cái video này để tìm hiểu như ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch khi mà tham gia vào những cái sàn như là Binance sẽ giảm lên tới 20%, sàn Bitgate, sàn Bybit và một số những dịch khác các bạn nhìn thấy trên màn hình. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem cái video ngày hôm nay Và Thuận đó sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp Tạm biệt các bạn Let's go. Yo. I'm like an addict, do I gotta have it I ain't even playing, got a really bad habit If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet Lose, won't have it till I'm doomed in a casket I ain't playing, gotta...